Là bây giờ thầy và các em sẽ cùng đi thực hành vào cái phần tiếp theo, đấy là liên quan đến hàm if. Hàm if là một trong những cái hàm gọi là hàm logic. Hàm logic sẽ bao gồm ba hàm là hàm if, hàm and và hàm or, và nó sẽ thể hiện lên những cái kết quả khác nhau. Ở đây thì các em xóa giúp thầy phần khen thưởng và phần xếp loại đi nhé. Xóa giúp thầy cái dữ liệu về phần xếp loại và phần khen thưởng để thầy hướng dẫn các em làm. Nào. Trong cái bài tập này của thầy thì thầy sẽ mô tả cái bài toán trước để các em hình dung ra là chúng ta nên áp dụng công thức trong trường hợp nào. Bài toán của thầy ở đây thì gồm có thứ tự, họ đặng, tên, điểm, xếp loại và khen thưởng. Ở đây các em có thể là chấm ở công ty của các em, ví dụ như là phần nhân sự ấy, sẽ có việc đấy là chúng ta sẽ phải làm công việc tuyển dụng, chấm điểm của người người lao động, những người mà tuyển dụng, sau đó sắp xếp điểm theo thứ tự và xếp loại, rồi là nhận họ vào, và những cái người nào mà đạt điểm cao thì có khen thưởng gì hay không, họ đạt được kết quả cao thì xếp vào những phòng ban như thế nào, thì chúng ta cũng có thể ứng dụng cái hàm if này để chúng ta xử lý những cái công việc như vậy nhé. Ở đây thì thầy sẽ căn cứ vào tên và điểm, thầy tính ra cái phần xếp loại này. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái hàm liên quan đến logic là hàm if, hàm and và hàm or. Hàm if là có nghĩa là nếu thỏa mãn điều kiện thì sẽ trả về kết quả đúng, còn không thì sẽ trả về kết quả sai. Còn hàm and, hàm or là hai hàm mà đi cùng với hàm if kết hợp vào để thỏa mãn điều kiện. Nếu như chỉ có một điều kiện thì chúng ta không dùng hàm and và hàm or, nhưng nếu có từ hai điều kiện trở lên thì lúc này chúng ta phải kết hợp hàm and hoặc hàm or. Nếu như mà hai cái điều kiện đấy thỏa mãn cùng một lúc, tức là anh phải thỏa mãn cả hai điều kiện thì anh mới mới thỏa mãn điều kiện, thì lúc đấy chúng ta dùng hàm and. Còn nếu như mà anh thỏa mãn một trong hai điều kiện, tức là gì, chỉ cần thỏa mãn điều kiện A hoặc điều kiện B là anh đạt được yêu cầu, thì lúc đấy chúng ta sử dụng hàm or. Thầy giải thích ba cái ý nghĩa của ba cái hàm if and or như vậy đã được chưa? Ok, bây giờ thầy sẽ giải thích tiếp đến cấu trúc của các hàm này nhé. Đối với hàm if thì cấu trúc của nó sẽ là logical test, value if true và value if false. Trong đó logical test là biểu thức điều kiện, value if true là kết quả đúng, value if false là kết quả sai. Được chưa? Công thức đơn giản lắm, không có cái gì đâu. Nhưng mà để xác định được cái logical test là cái biểu thức điều kiện này thì nó lại cực kỳ khó. Cái thứ hai đấy là and. Hàm and là hàm và, tức là chúng ta phải thỏa mãn cả hai điều kiện, thì and logical 1 chấm phải logical 2, hay là điều kiện A rồi đến điều kiện B đấy. Được chưa? Tiếp hàm or là thỏa mãn một trong hai điều kiện là thỏa mãn. Còn cái này là phải thỏa mãn đồng thời nhá. And thì phải thỏa mãn đồng thời, còn or thì chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện thôi, điều kiện 1, điều kiện 2. Bây giờ để mà hình dung ra được cái cấu trúc của cái hàm logic này thì thầy và các em sẽ cùng đi thực hành vào những cái ví dụ nhé. Chúng ta sẽ thực hành những ví dụ này trước, sau đó chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi này sau. Ví dụ 1 này, nếu tên là Minh thì được xếp loại giỏi, còn lại chúng ta sẽ xếp loại khá, tức là người này nếu tên là Minh thì sẽ được xếp loại giỏi, còn lại thì xếp loại khá. Đấy, thì đây là một cái ví dụ mà đơn giản nhất. Bây giờ chúng ta sẽ phải trả lời ba câu hỏi nếu thì, đúng không ạ? Nếu tên là Minh thì kết quả trả về nó sẽ là loại giỏi, còn nếu không, còn lại không phải là Minh thì nó sẽ xếp loại khá. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải trả lời ba cái câu hỏi. Thứ nhất là biểu thức điều kiện của chúng ta ở đây là gì, kết quả đúng của chúng ta ở đây là gì, kết quả sai của chúng ta ở đây là gì. Thì điều kiện của chúng ta là tên phải là gì ạ các em? Minh, đúng không ạ? Và nếu như thỏa mãn được điều kiện tên là Minh thì kết quả đúng trả về nó sẽ là gì ạ? Đúng rồi. Còn nếu không thỏa mãn tên là Minh thì nó sẽ toàn bộ nó sẽ trả về là gì ạ? Khá, đúng không ạ? Vậy thì cái tên là Minh này này thì chúng ta phải biểu diễn nó để cái máy nó hiểu được ấy, thì chúng ta làm theo các bước như sau. Bước thứ nhất là các em viết chữ tên bằng Minh, tức là tên là Minh đấy, được chưa các em? Thì khi mà viết trên cái biểu thức logic ấy là người ta sẽ gán bằng chữ bằng, tên bằng Minh. Minh thì là chữ nên chúng ta phải nháy kép. Thầy giải thích đến cái bước này được chưa? Ok, bây giờ bước tiếp theo đấy là em gán cái chữ tên này vào ô địa chỉ nhá. Các em nhìn này, tên là ở cột C đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện viết công thức ở dòng số 54. Nên là cái tên
thì bắt đầu chúng ta lấy từ ô địa chỉ C54. Tức là chúng ta lấy tất cả các ô địa chỉ từ C54 đến C58, chúng ta so sánh với tên là Minh. So sánh với Minh xem nó có giống hay không. Thì bắt đầu từ ô C54 các em sẽ xóa chữ tên này đi, các em viết thành chữ C54 bằng nháy kép Minh, nháy kép. Thì máy nó đây, cái này mới là cái mà máy nó sẽ hiểu được này. Chỗ này thầy giải thích như vậy là được chưa? Ok, thầy thực hành cho em xem nhé. Bằng if tab. Logical test của thầy là ô này phải gắn nó bằng chữ gì ạ? Mình, đúng không ạ? Kết quả đúng trả về nó sẽ là giỏi. Kết quả sai trả về nó sẽ là không phải là Minh, nó sẽ là khá. Enter. Đấy, được chưa ạ? Đây là biểu thức if đơn giản nhất. Nào, bây giờ các em thực hành cái công thức if này cho thầy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hành so sánh nó phức tạp hơn một chút này. Nếu mà điểm lớn hơn hoặc bằng 8,5 thì sẽ được xếp loại giỏi, còn lại sẽ là xếp loại khá. Thì bắt đầu chúng ta cũng phải thấy là có nếu thì ở đây rồi đúng không? Nếu thì là thầy bảo là nếu có nếu thì, hoặc là trong đầu chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu thì vậy chúng ta phải nghĩ ngay đến sử dụng hàm if đúng không ạ? Hàm if thì lúc này chúng ta phải trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất, biểu thức điều kiện của chúng ta là gì? Thứ hai, đấy là kết quả đúng là gì, kết quả sai là gì. Thì biểu thức điều kiện ở đây của chúng ta là điểm lớn hơn hoặc bằng 8,5, em ghi chữ điểm lớn hơn bằng 8,5 ở đây cho thầy. Kết quả đúng nếu thỏa mãn điều kiện này thì nó sẽ là giỏi, còn nếu không nó sẽ là khá. Thầy phân tích cái chỗ đoạn này đã được chưa các em? Sau đó các em thay chữ điểm này bằng ô bao nhiêu các em ơi? Nếu mà các em nhìn vào đây, đấy chính là điểm là ở cột nào đây? Đúng rồi, cột D, và chúng ta sẽ bắt đầu từ cột ô bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi. Vậy các em thay cái chữ điểm này bằng D54 lớn hơn hoặc bằng 8,5 là xong. Được chưa? Thầy làm cho các em xem nhá. Thầy xóa cái này đi nhá. Bằng if tab điểm lớn hơn hoặc bằng 8,5 chấm phẩy. Kết quả đúng nó sẽ là giỏi. Kết quả sai nó sẽ là khá. Đóng ngoặc enter. Xong. Phải kéo công thức xuống. Rồi, các em thao tác giúp thầy. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ thầy nâng cấp hơn một chút nhé. Bây giờ thầy nâng cấp hơn một chút này. Là bây giờ thầy sẽ kết hợp giữa tên là Minh và kết hợp với điểm. Ví dụ 3 này, nếu tên là Minh và điểm lớn hơn hoặc bằng 8 thì sẽ được xếp loại giỏi, còn lại sẽ là xếp loại khá. Thì bây giờ chúng ta cũng phải trả lời ba câu hỏi. Đã là nếu thì chắc chắn là sử dụng hàm if rồi. Và hàm if này lúc này là đã có phức tạp hơn một chút, là cái điều kiện ở đây là chúng ta có mấy điều kiện được em? Rồi, biểu thức điều kiện của chúng ta ở đây là có hai điều kiện và nó phải diễn ra song hành với nhau hay là có thể là một trong hai. Rồi, thứ nhất là tên phải bằng gì ạ? Minh. Và cái thứ hai điểm phải như nào ạ? Rồi lúc này chúng ta phải, nếu mà kết hợp cả hai điều kiện cùng song hành với nhau như thế này chúng ta dùng hàm gì nữa nhỉ? Đúng rồi, hàm and, các em đóng mở ngoặc and như thế này, mở ngoặc ra tên bằng Minh chấm phẩy điểm lớn bằng 8 đúng không? Và để máy nó hiểu được thì chúng ta phải gán chữ tên với chữ điểm này thành ô địa chỉ đúng không? Thì tên thì bắt đầu xuất phát từ ô C54, còn điểm xuất phát từ ô D54 đúng không? Nên and mở ngoặc C54 bằng Minh chấm phẩy D54 lớn bằng 8. Thầy giải thích cái phần biểu thức điều kiện như vậy đã được chưa? Rồi, kết quả đúng trả về nó sẽ là giỏi, kết quả sai nó sẽ là khá đúng không? Và chúng ta xóa đi, chúng ta làm lại chỗ đoạn này nhé. Bằng if tab này. Hai điều kiện đúng không? Hai điều kiện mà song hành với nhau nên chúng ta phải dùng hàm and này. Thứ nhất, đấy là cái ô này phải bằng gì ạ? Minh, đúng không? Cái thứ hai là ô D54. Không 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 kích được vào thì chúng ta đánh luôn. Phải bằng lớn hơn bằng mấy ạ? 8. Xong điều kiện chưa? Kết quả đúng trả về nó sẽ là giỏi. Còn nếu không nó sẽ là khá. Đóng ngoặc enter. Đấy. Thấy không? Ra kết quả rồi đây này. Các em thực hành giúp thầy. Bây giờ thầy sẽ cùng với các em đi đến cái ví dụ phức tạp hơn một chút. Vẫn là hai cái điều kiện đấy nhưng mà bây giờ nó không thỏa mãn cùng một lúc mà chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là sẽ được giỏi rồi.
Thì cái biểu thức điều kiện ở đây lúc này chúng ta sẽ thay cái hàm en này bằng gì? Hàm gì ở em? Hàm o, tức là cái ví dụ 4 là nếu tên là Minh hoặc là điểm lớn bằng 8 thì được xếp loại giỏi, còn nếu không sẽ là khá. Tức là chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện tên là Minh hoặc là điểm lớn bằng 8 là đã được giỏi rồi, còn nếu không nó sẽ là khá. Vậy thì với cái điều kiện như thế này thì chúng ta vẫn xây dựng điều kiện giống như là cái ví dụ 3 thôi, nhưng nó chỉ thay hàm en bằng hàm gì ạ? O, được chưa ạ? Bây giờ thầy sẽ thay nhá. Thầy kích vào đây, thầy thay hàm en bằng hàm o cho các em xem nhé. Thì kết quả nó cũng sẽ thay đổi đi rất là nhiều đấy. Được chưa ạ? Ở đây nó sẽ có mấy giỏi đấy. Đấy em thấy không ạ? Ở đây sẽ thành hai giỏi đây này. Được chưa? Đấy. Thì cái thỏa mãn hai điều kiện hàm en hoặc hàm o nó sẽ khác nhau như vậy. Còn bạn nào thắc mắc gì chỗ đoạn này không ạ? Em còn thắc mắc gì về đoạn này không? Ok, bây giờ nếu không thắc mắc gì thầy sẽ đi ví dụ tiếp theo nhé, nâng cấp hơn này. Ví dụ số 5. Nếu điểm nằm trong khoảng, đây là nằm trong đoạn nhé. Nếu điểm nằm trong đoạn từ 8 đến 9 thì sẽ được xếp loại giỏi, còn lại sẽ xếp loại khá. Lúc này thì nó không giống như những cái bên trên. Cái điều kiện, những cái điều kiện ở bên trên nó dễ hơn rất là nhiều. Cái điều kiện ở đây là nằm trong khoảng hoặc nằm trong đoạn ấy, thì chúng ta phải xây dựng nó, cái biểu thức điều kiện nó kiểu khác thì máy nó mới hiểu được nhá. Ở đây chúng ta vẫn trả lời ba cái câu hỏi. Thứ nhất, biểu thức điều kiện. Điểm phải nằm trong khoảng, trong đoạn từ 8 đến 9, đúng không ạ? Này, nằm trong đoạn từ 8 đến 9. Và nếu như thỏa mãn cái điều kiện mà điểm nằm trong đoạn từ 8 đến 9 thì kết quả đúng trả về nó sẽ là giỏi, còn kết quả sai trả về nó sẽ là khá. Thầy phân tích đến đây đã được chưa ạ? Ok, và các em nhớ nhé, đây là cái điều kiện mà gọi là phức tạp. Thầy thấy là khá là phức tạp nhất rồi đấy. Còn đa số là nó sẽ chỉ có kết hợp kiểu giống như thế này thôi này. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta mà gặp phải trường hợp mà nằm trong khoảng hoặc trong đoạn ấy, thì các em xây dựng cái biểu thức điều kiện như sau nhé. Nếu mà nằm trong đoạn như thế này, các em dùng hàm en, mở ngoặc điểm lớn bằng 8, chấm phẩy điểm nhỏ bằng 9, thì máy nó sẽ hiểu được là nó sẽ phải đi dò tìm điểm nằm trong đoạn từ 8 đến 9. Thầy giải thích như vậy đã được chưa? Ok, và điểm nó chính là cái OD bao nhiêu đấy ạ? 54, đúng không ạ? Bây giờ các em thay OD 54 vào en, mở ngoặc D 54 lớn hơn bằng 8, chấm phẩy D 54 nhỏ bằng 9, thì máy nó sẽ hiểu được à, bây giờ mình sẽ phải so sánh ô điểm với đoạn từ 8 đến 9. Nếu nó thỏa mãn nằm trong đoạn từ 8 đến 9 thì sẽ được giỏi, còn nếu không là khá. Thầy giải thích như vậy đã được chưa ạ? Các em còn ai thắc mắc gì không? Không ạ. Ok, bây giờ thầy sẽ thực hành nốt cái này xong chúng ta nghỉ nhá. Buổi sau chúng ta thực hành nốt cái phần phức tạp nhất của cái hàm if lồng với nhau. Nào bây giờ thầy sẽ dùng này, bằng này, if này, tab này, end này, nằm trong đoạn từ 8 đến 9 đúng không ạ? Thì kích vào ô này lớn hơn hoặc bằng 8, chấm phẩy D54 này nhỏ hơn hoặc bằng 9, đóng ngoặc. Như vậy là điểm nó nằm trong đoạn từ 8 đến 9 và kết quả trả về nó sẽ là giỏi, còn nếu không nó sẽ là khá, đóng ngoặc enter. Thấy chưa ạ? Đây, thấy không, từ 8 đến 9 nó sẽ là giỏi. Ok, buổi chiều ngày hôm nay chúng ta nghỉ tại đây nhé. Buổi sau chúng ta tiếp tục cái hàm if này, nốt hai ví dụ nữa, sau đó là xong là bắt đầu chúng ta đi làm luyện tập tổng hợp. Ok nhé. Các em về nhà các em đọc trước hai ví dụ cuối nhé. Hai ví dụ cuối này các em chỉ cần làm được đến hết ví dụ 5 là các em làm được hai ví dụ cuối rồi. Hai ví dụ cuối trả qua là cái việc mà lồng hàm if vào với nhau thôi. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây nha. Thầy chào các em nhé. Dạ.